Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hành trình đi câu cá nha. Rồi, cần câu của mình đây, mọi người cùng theo dõi và đón xem clip đi câu cá của mình nha. Rồi, mồi đã mắc, cần đã làm xong, dao đã có, rồi mình câu thôi, câu thoái. Mình sẽ sắp xếp một cái chỗ đặt máy quay trước cái đã anh em nha. Anh em đợi mình một chút nha. Anh em đón xem của anh Thuyền đi câu thần sầu rồi nhá. Đây khá là làm cá đó. Địt mẹ. Con to quá đéo vẽ thử. Đi con mẹ. Bây giờ đi mẹ nắng. Thì mẹ đéo chỗ ngồi luôn. Ở đây là quả đời ngồi địt mẹ mẹ luôn thật sự. Mới có quay không? Có. Cái gì nắng lắm, đéo vô đâu có đâu. Đó. Đó. Có cái xì xì ta lên đây đó, đéo rồi không đi nó đó. Vậy nè. Cái chung nó đó. Nó sẽ đéo được cái chung nó.
mà qua mấy chỗ anh Cương lấy gì đi đâu, tôi một hai con thì chúng ta cái chỉ con hả, chỉ con gì, con video hay gì đây, đọc ra mỗi năm video thì ngồi nghỉ ngơi vẫn luôn, có người có mình làm thôi, để nhớ cho nó kéo, ta nó đang chuẩn bị sinh hoạt của con làm ngon nữa. Đi có bên trên câu được chưa cả? Câu được. Em mới mới qua không? Qua. Cho nó qua cho con đi chơi đi. Ừ, thế cũng được. Cái này nặng lắm, chỗ không không nặng đâu. Thì ơ, ta gạt con đã rồi. Đây, rất là lắm coi, rất là khó coi nha mấy. Nên nói thì chỉ coi được một lứa thôi. Đâu câu thì ông đâu có kém, đến nắng hết luôn. Giờ mình sẽ để ngâm ở đây, tí nữa thì vô sụp nha nha. Bỏ cọn này nha nha nha. Tí sáng nữa ta quay được 4 cái lĩ này. Hôm qua nữa 60 cái này. 60 cái lĩ. Thế này nó mệt hơn 10 cái lĩ. Thế mình ta hưởng đến 100 lĩ. Nắng vậy cũng chơi lắm. Đúng hết sức của mình rồi. Đâu đâu được. Mình sẽ để con ngâm ở đây rồi à, tí nữa bú cá đây nha. Anh em dựng nó. Còn là mình. Không biết đâu mình đặt cái chuyện đó làm cá hơi lên gì. Bên mua à? Được chín rồi. To lên. To lên. To lên. Mấy mấy chị cũng hiểu đi. Ây à, có độ của tao. Ây, ây, cá, cá, cá. Được cái bẹo. Rồi tao mới cũng quay nữa đi kia kia này rồi đó. À chuẩn. Mẹ. Nó mới bò tao đặt kìa. Đó, đi đây, đi đây. Thả ổ mày. Ổ mới chi chi. Để đi, để đi. Đi nhớ. Mình sẽ ngon ở đây nha. Mình anh em cùng đợi thành quả với mình nhá. Nói là run nó bị rơi. Thì nói hai cái lít mới được một. Tao chưa hiểu run nó rơi cái chỗ nào ta nhặt lên. Ô. Hả? Thì nói hai cái lít mới được một. Gì? Chứ là cái đó qua được một. Cầu đi mày nó chay mẹ đang đồ vui cho nó cầu cho nó mà
phụt hẳn cái đấy về đằng sau rồi, có một giờ nữa rồi, mẹ đừng có lôi lên nữa để ngâm. Đi đặt trong xi ăn. Ngon lắm đi. Cho thì nó mắc. Nói bỏ đây. Nó đi cái đủ. Nó mắc à. Đi cái nắng. Đâu, đi tiệt lắm. I'm going to go to the house. Chắc thì có cái coi đó thì anh em có chiếc nắng này. Tại vì phao mới 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 con chứ quái à. Hai năm mới mới lên chứ nó bị quả phao. Cất con thì dỡ lôi được. Lôi chưa ạ. Hôm với lấy lưỡi không? Mẹ tao thấy mẹ tao bảo tao nhé, mở cái gì đấy nghe. Mẹ ra tao làm dấu của chai nước nào nhé, mô là tao đi lấy như kho tự. Nhưng mà tao đi ra là dấu nước. Tao bảo con dấu nó mới dấu nước. Lấy dấu mà chóm. Mấy cô đã chỉ nhẹ tao không lấy được. Nhẹ nó có chai không? Có. Cái điểm nó sẽ có chai. Nhẹ nó bé mèo như thế. Cố ra ta tí nha. Cố ra ta tí nha. Tao phải lấy được. Cố ra tí nha. Cố ra tí nha. Mượn dẹp mấy tí nha.
Mời anh em ăn sữa chua nha, ăn hết từ cái mùi quê mất. Mình là một nước lọc. Mình đây nước lọc. Dơ mà. Cái hộp sữa chua nói mà nó không có cục đá thì mới cho cục cương hợp. Hai mấy mẹ hai cục cương. Mà thôi xả. Nó có cục đá thì mẹ hai cương. Cái cục đá đó. Giờ là hộp mà cho cương nó hợp. Giờ hộp mẹ. Ôi mấy uống nguội đi. Đau bẩn bẩn luôn. Có cục đá ngon nhớ để cho khung cương mới làm phụt vào thịt mình thì còn đéo nữa. Hành trình đi câu cá của mình cũng khá là căn co lắm. Hành trình câu cá của mình cũng khá là vất vả. Câu chạy được con mẹ mua bữa con cá cắn lên con cá cắn đã không đổ trộn nhưng vừa qua đây nắng em đói đã anh cũng đổ gậu rồi xin đi câu cá anh em nha. Anh em cùng đoán hành trình đi câu cá của mình nhé. Bên này đéo cá, bên kia nhiều cá thì thằng kia ông cường về lóc đéo gì. Khoan, từ nhỏ hiểu rõ mình chưa sinh nên mới ăn mới không tán mình. Chờ đến cái lúc mình như thì mấy em trên nhau xếp hàng. Anh cười, em mừng cái ô cá. Ô mày cứ sang lấy thoải mái, sao đồ. Mày đi đâu mình lấy ô? Xuống kia em câu cho. Ở bên đi em đeo kè. Nặng quá anh em ạ. Bông ơi kiểu gì nhỉ? Mối rồi anh Cương.
nắng vãi im đấy anh em ạ. Hôm ấy ném một cái túi mốt. Đâu vậy? Đâu vậy? Chân nói. Chân bên kia. Canh ghế cái con này. Cái con này mẹ. Cái con này. Rồi. Bên canh này, bên canh. Vừa lỡ mới nhìn được thế nào chị? Tiếp, tiếp một cái. Thiệt mẹ luôn. Em nói lại cho nói là mỗi là một đồng chứ nói em rồi mẹ cũng dễ. Mẹ nắng quá. Lọ chó tiếp cầu nắng bó bố rồi đi qua kia ngâm cần tiếp. Rảnh ta đi qua kia ngâm cần. Ngâm con đi hâu ngồi chót. Vác cả ô qua luôn. Nó chiếu vào ấy của anh Cương rồi. Nó chiếu vào anh Cương rồi. Anh gỡ mẹ em đừng mang sữa chua sang cho anh nhưng mà cục đá huyền thoại rồi. Không cho em lên đưa đỏ. Em đi em lấy ít nữa rồi chú. Để em bú cho nó mát. Nước mát nè. Giờ mình qua bên kia ngâm cần tiếp anh ạ. Lần này không có cá anh em nhé. Vừa đéo cá vừa nắng chết mẹ. Cái kiểu là nó muốn giết mình luôn ở đấy. Khoảng từ nhỏ hiếu rõ mình. Chỗ này thì cũng chỗ này cũng khá là nắng nhưng mà cũng đỡ hơn bên kia gấp bội lần. Vẫn đang ngâm cần em nhé. Ủa nhớ mát. Những tháng sẽ qua. Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi. 18 đôi 10 những nụ cười đẹp nhất. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
với. Con tim em lỡ đôi, em mới bay xa chốn này. Người ơi, như con thiêu thân lặng lẽ người về nhà chung ngồi. Một mình người hoa với tôi, người ở lại con tim vắng đôi. Ôi trời ơi. Em cùng mình đi qua bên kia nhá. Mình sẽ kiếm kiếm chỗ nào đó. Chỗ này này. Đúng đây, chỉ có rừng này. Thì cái chòi kia thì con người thì duy nhất đấy. Thôi anh em nhá, video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây nhá. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.